Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính. Đang lúc thiếu điện, Nga sẽ giúp Việt Nam làm điện hạt nhân. Các bạn thân mến, Việt Nam ta hay có câu chúc nhau rằng tiền vào như nước sông Đà. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có lẽ chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại bởi vì sông Đà bây giờ nước đã cạn trơ đáy. Thời tiết nắng nóng gay gắt, mưa ít, đồng nghĩa nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao. Nhưng mực nước ở những hồ thủy điện lớn nhất Việt Nam đang xuống đến mực nước chết, ảnh hưởng lớn đến việc vận hành, cung cấp điện và sinh kế của người dân. Từ thực trạng như vậy, rõ ràng điện hạt nhân là lĩnh vực cần được nghiên cứu xem xét trong quá trình phát triển đa dạng, thay vì chỉ tập trung vào thủy điện, điện gió hay là điện mặt trời. Trong bối cảnh đó, Liên bang Nga sẽ hỗ trợ Việt Nam đến cùng để sớm triển khai xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, xây dựng mạng lưới quan trắc phóng xạ, nâng cao năng lực về công nghệ và an toàn hạt nhân. Thưa các bạn, ảnh hưởng của El Nino nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán đã và đang tác động nghiêm trọng đến các hồ thủy điện trên cả nước. Phần lớn các hồ thủy điện đã tiệm cận mực nước chết hoặc dưới mực nước chết, ảnh hưởng đến việc phát điện cũng như cung cấp nước cho hạ du, chẳng hạn như nhà máy thủy điện Sơn La, thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất là 2.400 MW đang đối mặt với tình trạng khô hạn chưa từng có. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, lượng nước trong hồ thủy điện Sơn La ghi nhận ở mức 174,93 m, thấp hơn mực nước chết và thấp hơn 40,07 m so với mực nước dâng bình thường. Đây là mực nước thấp nhất kể từ khi nhà máy đưa vào vận hành. Trong cơ cấu nguồn cung cấp điện cho miền Bắc, thủy điện chiếm tỷ trọng đến khoảng 43,6%. Tuy nhiên, tính đến ngày 6 tháng 6 vừa qua, công suất khả dụng của thủy điện miền Bắc là 3.110 MW, chỉ đạt 23,7% công suất đập. Thủy điện thiếu nước nghiêm trọng khiến công tác cấp điện cho miền Bắc trong mùa nắng nóng 2023 đã gặp rất nhiều khó khăn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã và đang nỗ lực tối đa, huy động mọi nguồn lực, cố gắng đảm bảo tốt nhất duy trì hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn. Theo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương, mực nước các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ thấp, một số hồ xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết. Hiện lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Một số nhà máy phải dừng để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành với lưu lượng và cột nước thấp dưới thiết kế. Hiện có 9 hồ thủy điện ở mực nước chết gồm Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hội Na, Trung Sơn, Thác Ma, Trị An. Ngoài ra, 11 nhà máy thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo như Sơn La, Lai Châu, Huệ Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An, Đại Ninh, Pleikrom. Việc không thể huy động được nguồn điện từ các thủy điện đã ảnh hưởng lớn tới việc quản lý vận hành hệ thống điện và cung cấp điện sinh hoạt cho người dân, cũng như sản xuất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thời tiết nắng nóng, mưa ít, hạn hán, biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những tác động không nhỏ tới sản xuất và đời sống của người dân trên toàn thế giới. Còn nhớ năm ngoái, người dân nhiều nước châu Âu vật vã với nhiệt độ cao kỷ lục khi nắng nóng tấn công gây cháy rừng ở nhiều nơi. Bởi vậy nên nhiều quốc gia đã đồng thuận về sự cần thiết chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Để hướng đến mục tiêu Zero Carbon vào năm 2050, cũng như cam kết tại hội nghị COP26, mục tiêu phát triển điện hạt nhân để giảm việc phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch là vấn đề đang được quan tâm nhắc tới, trong đó Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Dù vẫn còn những e ngại và nhiều ý kiến trái chiều về rủi ro điện hạt nhân, nhưng chúng ta không thể phủ nhận được ưu tiên của nguồn điện này. Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Liên Xô trước đây đã giúp Việt Nam khôi phục và nâng cấp lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Đà Lạt. Hiện tại, Liên bang Nga đang tích cực giúp đỡ Việt Nam thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân với lò nghiên cứu mới. Dù đến nay Việt Nam chưa có điện hạt nhân, nhưng từ quy hoạch điện 7, chính phủ đã đưa vào kế hoạch phát triển giai đoạn 2010-2020. Việt Nam đang trong giai đoạn độc lập tự chủ về công nghiệp, công nghệ và năng lượng như huyết mạch của nền kinh tế. Tại cuộc họp Hội đồng Thẩm định Quốc gia, Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì.
ông còn lưu ý rằng cần phát triển các nguồn năng lượng mới như điện hạt nhân, năng lượng sóng biển, thủy triều, nhiệt mặt trời có thể khai thác trong tương lai trong bối cảnh các nguồn năng lượng truyền thống đã bắt đầu cạn kiệt. Với những định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay, trong chuyến thăm mới đây nhất tới Việt Nam, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Chernyshenko nhấn mạnh luôn sẵn sàng hỗ trợ đất nước xây dựng các nhà máy điện hạt nhân với công suất lớn và nhỏ phù hợp, sớm đưa Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có năng lượng hạt nhân nhằm góp phần vào công cuộc chống biến đổi khí hậu và bảo đảm độc lập, tự chủ, cân đối về năng lượng của Việt Nam. Nga sẵn sàng hỗ trợ các đối tác Việt Nam cung cấp cơ chế cần thiết để lãnh đạo Việt Nam ra quyết định nhằm đưa ra các dự án năng lượng hạt nhân và quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia nói riêng, Đông Nam Á nói chung. Bộ Giáo dục và Khoa học Nga rà soát và làm việc với các trường đại học cùng với Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng Nguyên tử Rosatom Liên bang Nga trong việc xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên ngành năng lượng hạt nhân của Việt Nam đến năm 2030. Hệ thống này có thể vận hành liên tục không chỉ với hơn 7.000 giờ một năm, trong khi điện gió chỉ vận hành được 2.000 giờ một năm, hay điện mặt trời chỉ vận hành từ 6 đến 10 giờ một ngày với điều kiện nắng tốt. Như vậy, có thể thấy điện hạt nhân hoạt động rất ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, gió bão, mùa nước, giá nhiên liệu đầu vào, hiệu suất cao gấp 3 lần so với nguồn điện khác. Riêng với Việt Nam, cùng cam kết phấn đấu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050 thì buộc đất nước hình chữ S phải phát triển năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, để khai thác nguồn năng lượng này phải có điện nền ổn định. Trong khi đó, điện nền từ nhiệt điện than và thủy điện hiện không còn dư địa phát triển. Bởi vậy, tất yếu đến lúc nào đó phải tính đến điện hạt nhân. Với lộ trình giảm phát thải tiến tới đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, rõ ràng điện hạt nhân là lĩnh vực cần được nghiên cứu, xem xét trong quá trình phát triển giai đoạn tiếp theo. Các chuyên gia cho rằng Nga là nước có công nghệ nguồn về điện hạt nhân, công nghệ làm giàu uranium, công đoạn quan trọng nhất trong 4 công đoạn hiện chỉ có Nga làm được. Các nước như Pháp, Mỹ và nhiều nước phát triển đều phải nhập từ Nga. Thực tế, chỉ có một số nước hiện nay có quyết định và chính sách từ bỏ điện hạt nhân, điển hình là Đức. Nguyên nhân được phân tích chủ yếu là do liên quan đến yếu tố chính trị. Những người muốn chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân tại Đức tin rằng công nghệ này không bền vững, nhiều rủi ro và làm chậm bước tiến đến năng lượng sạch. Trong bối cảnh Nga giảm cung cấp khí đốt để đảm bảo đủ điện, thực tế Đức đã phải tái khởi động các nhà máy điện than vào tháng 12 năm 2022, bất chấp mục tiêu về khí hậu. Hiện nay, giá thành điện ở Đức cao nhất ở châu Âu, gần như hơn gấp đôi giá điện ở Pháp khi thiếu điện. Ví dụ, khi nguồn điện năng lượng tái tạo phát không đủ, Đức vẫn mua điện từ Pháp. Một số nước như Thụy Điển hay Thụy Sĩ vẫn tiếp tục duy trì điện hạt nhân. Đánh giá về nguồn năng lượng tái tạo, các chuyên gia nhận xét lợi thế của Việt Nam là dồi dào nguồn tài nguyên. Riêng năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời hiện đứng đầu về tiềm năng với khối lượng rất lớn. Lớn tới mức khi sử dụng đến năm 2045, chỉ sử dụng nguồn năng lượng này vẫn đủ để phục vụ trong nước. Nhưng hiện Việt Nam chưa đủ công nghệ để khai thác, tích trữ và chuyển đổi. Dù có nguồn tài nguyên phát triển năng lượng tái tạo rất lớn, nhưng Việt Nam cần xây dựng và đảm bảo nguồn điện này ổn định, tức là hoạt động liên tục 24/24 giờ như điện hạt nhân, nhưng không đồng nghĩa với việc cần phải làm điện hạt nhân bằng bất cứ giá nào. Ở đây, các bộ phận nghiên cứu chiến lược cần tính toán đặc biệt kỹ lưỡng khi đưa vào sử dụng nhằm đạt hiệu quả tối đa về mọi mặt. Chuyên gia cho rằng điện hạt nhân có ưu điểm mà những nguồn năng lượng khác không có được. Đây là nguồn năng lượng sạch, không phát thải CO2. Chính nhờ những ưu điểm này nên nhiều nước châu Âu hay Mỹ đều sử dụng điện hạt nhân. Ví dụ tại Pháp sử dụng 70% lượng điện trong nước từ điện hạt nhân. Tuy nhiên, điện hạt nhân đòi hỏi quy trình vận hành cực kỳ phức tạp, rất nghiêm ngặt. Điều này đồng nghĩa cán bộ vận hành và kỹ thuật phải có trình độ cao, được đào tạo bài bản, chuyên sâu để vận hành và quản lý nhiều hệ thống. Theo chuyên gia năng lượng, vấn đề đáng lưu tâm nhất là thanh nhiên liệu uranium này dùng xong sẽ xử lý thế nào. Sẽ có hai phương án để xử lý. Thứ nhất, chuyển về nơi cung cấp. Thứ hai, xử lý tại chỗ và theo dõi trong vòng 500 năm ở một độ sâu và độ dày đủ điều kiện. Nhưng giá thành để xử lý tương đương khoảng 2 lần giá đầu tư ban đầu. Làm điện hạt nhân không thể chỉ trong 1 đến 3 năm như điện gió hay điện mặt trời. Từ khi tìm địa điểm đến lúc phát điện được phải mất từ 8 đến 10 năm. Hơn nữa, tính toán trong quy hoạch tổng sơ đồ điện suốt nhiều năm của Việt Nam chỉ tính giá thành đầu tư của nhà máy, chưa tính chi phí xử lý chất thải của điện hạt nhân. Đối với điện hạt nhân, hiệu suất cao tỷ lệ thuận với giá thành điện. Bài toán quy hoạch đặt ra cho Việt Nam là tối ưu, tìm cách giải pháp kết hợp giá thành tốt nhất, vận hành tốt nhất,
phù hợp với sức chi trả của người dân. Vậy thời gian nào phù hợp để Việt Nam có thể triển khai điện hạt nhân? Theo các chuyên gia, từ nay cho đến năm 2035, Việt Nam có thể vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu và chờ đợi công nghệ mới của điện hạt nhân. Gần đây, thế giới đang nghiên cứu loại điện hạt nhân công nghệ thế hệ mới. Mô hình này có khả năng sẽ phát triển trong khoảng 10 năm tới. Ít nhất đến năm 2035, Việt Nam có khả năng đưa điện hạt nhân vào khai thác, bên cạnh đó cân đối với các nguồn tài nguyên khác. Khả năng đến lúc đó, công nghệ điện hạt nhân sẽ tiên tiến hơn hiện nay rất nhiều. Nguy cơ rủi ro có thể giảm. Việc quản lý có thể sẽ dễ dàng hơn, không phức tạp như tính toán hiện nay, đồng nghĩa chi phí triển khai sẽ giảm. Từ giờ đến lúc đó, Việt Nam vẫn tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử từ lý thuyết tới thực tế vận hành tại các nhà máy nước ngoài. Với nước ta, nguồn năng lượng hóa thạch nội địa hạn chế và thủy điện đã khai thác hết tiềm năng, còn phát triển điện từ năng lượng tái tạo vẫn phải có khoảng 20% công suất dự phòng từ nhiệt điện, bao gồm điện, khí, điện hạt nhân. Việc xem xét phát triển điện hạt nhân không đồng nghĩa là bỏ qua phát triển các loại năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời mà phải khai thác triệt để tiềm năng của từng loại năng lượng này. Tuy nhiên, năng lượng tái tạo không phải rẻ. Theo đánh giá so sánh giữa điện mặt trời và điện hạt nhân ở nhiều nước, tiếng chuông báo động về các thay đổi và tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu vang lên càng dồn dập, khiến cho con người càng hiểu năng lượng hạt nhân là một trong những giải pháp quan trọng không chỉ giúp đảm bảo an ninh năng lượng mà còn ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh các nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt, bên cạnh những nguồn năng lượng bền vững đang thịnh hành, điện hạt nhân vẫn đóng vai trò rất quan trọng trên thế giới. Với hơn 70 năm lịch sử, điện hạt nhân đã góp phần to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia, đặc biệt chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu nguồn phát điện tại một số nước phát triển như Pháp, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Thụy Điển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.